Thưa quý vị, trước phản ánh giá vé máy bay tăng cao trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương rà soát, kiểm tra ngay công tác bán vé, thực hiện kê khai, niêm yết giá, công khai minh bạch, thông tin về giá vé máy bay của các hãng hàng không. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam vụ vận tải khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 5 năm 2024. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải xác nhận tình trạng giá giá máy bay nội địa tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu đi lại của người dân, nhất là trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát chặt chẽ giá giá máy bay, góp phần bình ổn giá, đảm bảo hoàn qua các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu cục hàng không kiểm tra ngay công tác bán giá, thực hiện kê khai niêm yết giá công khai minh bạch thông tin về giá vé của các hãng hàng không trường hợp phát hiện bất thường cũng phải kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý ngay vi phạm đồng thời tổ chức thanh tra kiểm tra công tác bán vé thực hiện kê khai niêm yết giá của các hãng bay không để tình trạng tăng giá vé trái quy định bộ giao thông vận tải cũng giao dụ vận tải tham mưu các giải pháp bình ổn giá vé không để xảy ra tình trạng tăng giá trái quy định đặc biệt là dịp cao điểm hè sắp tới trên nguyên tắc hài hòa lợi ích quyền lợi của doanh nghiệp và nhu cầu của người dân